tuyên bố nóng của ông Putin. Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua Tổng thống Nga Putin trong một cuộc họp với Hội đồng Nhân quyền đã đưa ra hai tuyên bố khiến cho phương Tây phải lo lắng và đã phải cân nhắc đến các hành động của mình. Bên cạnh đó, lời thú nhận thiệt hại đến từ chính Tổng thống Ukraine Zelensky và của phương Tây. Điều này cho thấy rằng những tuyên bố chiến thắng hùng hồn mà truyền thông phương Tây đang đưa ra trước đó đã trở thành sự hoài nghi lớn đối với tình thế Ukraine đang phải trải qua. Chưa dừng lại đó, một tài liệu gây sốc đã được một cựu sĩ quan tình báo Hoa Kỳ công bố khiến cho nhiều người phải suy ngẫm. Trong đó, ông ấy nói rằng kẻ gieo gió, ắt sẽ gặp bão. Cơn bão đó không chỉ đến với Ukraine, mà nó đang còn đến với cả Đức và NATO. Berlin đang đối diện với một cuộc đảo chính, còn NATO thì hết kho đạn. Và để hiểu thêm về nội dung chi tiết của video ngày hôm nay, Quang Hải xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Tuyên bố của ông Putin khiến phương Tây phải dè dặt. Vào cuối ngày 7 tháng 12, tại cuộc họp của các thành viên Hội đồng Nhân quyền, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố giải pháp cho các vấn đề với thiết bị quân sự của quân đội Nga. Ông ấy nói rằng, về các vấn đề liên quan tới thiết bị quân sự, đối với tôi, mọi thứ đã được quyết định. Tuy nhiên, nếu như có điều gì khác cần chúng tôi đặc biệt quan tâm ở đâu đó, thì tôi sẽ yêu cầu thêm thông tin. Chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề đó càng sớm càng tốt. Hẳn quý vị còn nhớ trước đó, thì vào ngày 2 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho chính phủ của mình cải tổ cơ chế để cung cấp cho quân đội các thiết bị cần thiết. Ông ấy cũng nhấn mạnh rằng vũ khí của Nga phải được cải tiến liên tục và duy trì tính hiệu quả. Vào ngày 25 tháng 10, nhà lãnh đạo Nga cho biết rằng các trang bị cho những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt không những phải sẵn có mà còn phải tiện nghi và hiện đại. Ông ấy nhấn mạnh rằng công việc không nên chỉ dựa vào các tiêu chuẩn đã được thiết lập từ trước bởi vì chúng có thể lỗi thời, cần phải tập trung vào nhu cầu thực tế của quân đội. Điều này cho thấy rằng Nga luôn ở trong trạng thái sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vũ khí. Khi cần, quân đội có thể đề xuất và lập tức sẽ được đáp ứng. Các lực lượng luôn ở trong trạng thái trực chiến và có vẻ như là nhà lãnh đạo Nga đang có kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài. Một điều đáng lưu ý thứ hai khiến cho phương Tây cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi muốn hành động. Đó là ông Putin đã nói phương Tây phải biết Ukraine đang nã pháo vào vùng Donbass. Tuy nhiên, phương Tây và các tổ chức nhân quyền quốc tế đã phớt lờ hành động này. Nguyên văn lời ông ấy nói như sau: hôm qua tôi đã nói chuyện với người đứng đầu Cộng hòa Donetsk. Thực tế, các cuộc tấn công nhắm trực tiếp đến các khu dân cư. Không thể nói là không có ai biết về điều này. Tất cả mọi người trên thế giới đều im lặng, như thể không có chuyện gì xảy ra. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng, các ông nói rằng người dân Donbass bị đối xử như là các công dân hạng hai. Các ông biết tôi muốn lưu ý điều gì về vấn đề này hay không? Đối với những người được trao quyền giám sát nhân quyền mà phương Tây gọi là các tổ chức nhân quyền, đối với họ, người dân Donbass không quan trọng gì cả. Họ không chỉ coi những người dân này là công dân hạng hai, mà họ còn coi Nga đơn giản là một quốc gia hạng hai, là không có quyền tồn tại. Đây là toàn bộ vấn đề. Sau đó ông Putin khẳng định, chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì chúng tôi có. Chỉ có thể có một câu trả lời từ phía chúng tôi, một cuộc đấu tranh kiên định với lợi ích quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy và không trông đợi vào bất kỳ điều gì khác. Vâng, chúng tôi sẽ làm điều đó bằng các cách thức và phương tiện khác nhau. Tất nhiên, chúng tôi sẽ tập trung vào các biện pháp hòa bình. Ngay cả khi không còn gì khác, chúng tôi cũng vẫn sẽ tự bảo vệ đất nước mình bằng tất cả tính mạng của mình. Ông Putin đã kiên quyết như vậy. Chúng ta thấy gì ở đây? Những lời của ông Putin là một sự tái khẳng định với phương Tây rằng người Nga sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình và an ninh của mình tới hơi thở cuối cùng. Họ sẽ không bỏ cuộc và sẽ không khuất phục trước bất kỳ áp lực hay là sự đe dọa nào đến từ bất kể quốc gia hay tổ chức nào. Và nếu như các chính trị gia phương Tây vẫn tiếp tục leo thang, uy hiếp đến an ninh của Nga, sát hại người dân Nga, đàn áp tôn giáo và văn hóa Nga, thậm chí tiếp tục tấn công vào lãnh thổ Nga, thì họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Đây là lời khẳng định và cũng là một thông điệp cuối cùng mà ông ấy gửi đến phương Tây. Đáp lại cho tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Nga Putin, hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã nói Washington không giúp Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Bloomberg đã trích dẫn lời của Ngoại trưởng Mỹ như vậy. Ông Blinken nói rằng, chúng tôi không khuyến khích Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga và không tạo cơ hội cho họ thực hiện những cuộc tấn công như vậy. Ông ấy nói thêm rằng, Hoa Kỳ hiện không có một thông tin chi tiết nào về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các sân bay Nga. Nhưng sau đó, ông này lại tiếp tục cho biết, Mỹ sẽ chuyển giao vũ khí thêm cho Kiev. Điều này cho thấy rằng, cuộc chiến này sẽ vẫn còn tiếp tục kéo dài.
vì Nga đã 5 lần 7 lượt vạch ra làn danh đỏ rằng phương Tây không được cung cấp vũ khí cho Ukraine. Cho nên bây giờ để có thể dừng chiến, Nga không còn cách nào khác ngoài việc thẳng tay áp chế phương Tây. Họ không đơn giản là chiến thắng Ukraine mà là phải giành ưu thế áp đảo trước phương Tây. Nếu như điều đó xảy ra, Ukraine thực sự sẽ phải tan nát. Cho nên, cách khôn ngoan nhất vẫn là chính quyền ông Zelensky nên bớt hung hăng đi, ngồi vào bàn đàm phán và đi tới các giải pháp hòa bình, nếu như ông ấy thực sự nghĩ cho người dân và đất nước Ukraine. Để chứng minh cho những gì mà mình nói, vào cuối ngày hôm qua, những tín hiệu trên chiến trường đã phản ánh phần nào ý chí của người Nga. Hất cẳng lực lượng vũ trang Ukraine khỏi Mariinka. Chiều muộn ngày hôm qua, phóng viên chiến trường Yuri Kotenov trên kênh Telegram của mình đã nói về việc quân đội Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi vùng Mariinka thuộc Donetsk. Chưa dừng lại ở đó, Yevgeny Prigozhin là một thân tín của Tổng thống Nga đã nói rằng quân đội Ukraine đang phải chịu tổn thất ở khu vực Bakhmut do thiệt hại nặng nề. Cả lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê đều đang xuất hiện tình trạng mất tinh thần. Đội hình đang bên bờ vực tan rã. Thông tin này đã được đăng tải trên kênh Telegram của ông. Ông Andrew Milburn là người dẫn dắt nhóm binh lính tình nguyện Mỹ tại Ukraine đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Newsweek rằng quân đội Ukraine đang chịu tổn thất cực kỳ nặng nề. Thông tin mà các bạn thấy trên các phương tiện truyền thông rằng 70% thương vong là chuyện thực tế không hề phóng đại. Theo ông, Kiev đã che giấu dữ liệu thực tế về tổn thất lớn và đang gặp vấn đề với việc bổ sung quân đội. Những tân binh thậm chí còn không có trình độ đào tạo cơ bản và đã thường được gửi ra tiền tuyến. Ông ấy nói rằng, thông thường thì 80% các chiến binh của chúng tôi xuất trận thậm chí còn chưa bao giờ sử dụng tới vũ khí trước đó. Ông ấy cũng đã chỉ ra những vấn đề về kinh phí có thể ảnh hưởng đến công việc của đội quân lính đánh thuê PMC Mozas mà ông ấy đang lãnh đạo ngay từ đầu năm sau. Theo ông, phần lớn chi phí là để sửa chữa và thay thế các phương tiện bị hư hỏng. Trước đó, lính đánh thuê người Anh Joseph McDonald, người đã rời khỏi chiến trường, trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Lindy Bager, đã cho biết rằng các cuộc pháo kích của lực lượng vũ trang Nga đang gieo rắc sự kinh hoàng trong hàng ngũ binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine. McDonald kể lại rằng, cảnh báo không kích vang lên liên tục, chúng tôi được lệnh rời khỏi lều và chạy về phía rừng để tìm nơi trú ẩn ở đó. Mọi người hoảng loạn và việc cố gắng tự cứu mình chỉ làm tình hình trở nên trầm trọng hơn. Ngoài ra, người lính đánh thuê này lưu ý rằng, anh ta và đồng đội của mình đã nhận được 3 khẩu súng máy cổ từ lực lượng vũ trang Ukraine và thực tế là họ không có gì để tự vệ. McDonald kết luận rằng bất cứ ai chiến đấu với người Nga đều bị nã đạn liên tục và nặng nề. Đồng thời nhấn mạnh rằng đối với những người muốn gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine, hãy cẩn trọng vì mọi thứ không hề dễ dàng và đơn giản. Chưa kể đến đó là lưới điện quốc gia Ukraine có thể bị sập trước Giáng sinh. Đây là một thông tin mà Newsweek đã đăng tải. Bài báo này nói rằng tình trạng mất điện trong nước có thể kéo dài không phải là hàng giờ, hàng ngày mà là cả tuần. Người ta cũng lưu ý rằng nhiều thành phố sẽ trở nên không thể ở được trong vòng 4 tháng do nhiệt độ thấp. Và ngày hôm nay, trên cổng thông tin của chính phủ Ukraine cũng đã trích dẫn những thú nhận của Tổng thống Ukraine Zelensky rằng hiện tại họ không thể khôi phục hoàn toàn hệ thống năng lượng của đất nước và do đó lịch cắt điện vẫn được duy trì ở hầu hết các thành phố của Ukraine. Ông Zelensky đã nói, chính phủ đã tổ chức một cuộc họp về ổn định hệ thống năng lượng và bảo vệ các nhà máy điện. Chúng tôi không ngừng tăng cường sản xuất và cung cấp điện, nhưng điều quan trọng là đừng quên rằng không thể khôi phục 100% hệ thống năng lượng. Cần có thời gian. Đó là lý do tại sao lịch cắt điện được duy trì ở hầu hết các thành phố và khu vực. Còn vâng thưa quý vị, như chúng ta đã thấy, Ukraine thực sự đang tàn nát. Nhưng điều đáng buồn đó là không ai muốn dừng cuộc chiến này lại. Hôm nay thì chúng tôi đã đọc được một tài liệu rất đáng chú ý đến từ ông Scott Ritter, là một cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Báo cáo mở đầu bằng câu, có vẻ như chiến tranh là lựa chọn duy nhất mà các đối thủ của Nga từng cân nhắc. Sĩ quan tình báo Mỹ, kẻ gieo gió, ắt gặp báo. Trong khi cái gọi là phương Tây tập thể gồm có Mỹ, NATO, EU và G7, tiếp tục tuyên bố rằng cuộc tấn công của Nga và Ukraine là một hành động xâm lược vô cớ, thì thực tế lại khác xa. Người Nga đã từng bị lừa vào năm 2014, khi tin vào một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Donbass sau cuộc đảo chính Maidan do Mỹ hậu thuẫn ở Kiev. Lúc đó, Ukraine và các đối tác phương Tây chỉ đơn giản là tìm cách để kéo dài thời gian cho đến khi NATO có thể xây dựng được một đội quân Ukraine đủ khả năng chiếm đóng toàn bộ Donbass cũng như là đuổi Nga ra khỏi Crimea. Tư liệu giải thích những gì mà bà Merkel đã nói trong một cuộc phỏng vấn tuần trước với tờ Der Spiegel. Bà ấy đã quyết định phản đối tư cách thành viên của Ukraine trong NATO,
Khi vấn đề này được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào năm 2008 ở Bucharest, sau đó Đức đã thúc đẩy thỏa thuận Minsk nhằm kết thúc cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Bà Merkel đơn giản chỉ là đang câu giờ cho Ukraine để nước này có thể chống lại một cuộc tấn công của Nga tốt hơn. Nói cách khác, bà Merkel khi còn đương nhiệm vẫn e dè với mối đe dọa từ nước Nga của Vladimir Putin. Bà ấy thừa hiểu rằng việc mời Ukraine gia nhập NATO sẽ kích hoạt phản ứng quân sự từ Nga. Thay vì bác bỏ hoàn toàn khả năng này thì bà Merkel lại theo đuổi một chính sách nhằm giúp Ukraine có khả năng chống lại một cuộc tấn công như vậy. Tức là phương Tây luôn lựa chọn giải pháp duy nhất, đó là chiến tranh. Và tác giả tiếp tục chỉ ra rằng bản thân cái hiệp định Minsk này không phải là một thiện chí cho hòa bình. Nó đơn giản chỉ là câu giờ cho Ukraine và đánh lừa Tổng thống Nga Putin mà thôi. Trong một cuộc gặp gần đây với những người vợ và mẹ của quân nhân Nga đang chiến đấu ở Ukraine, Tổng thống Nga Putin thừa nhận rằng thật sai lầm khi đồng ý với thỏa thuận Minsk về vấn đề Donbass. Và vấn đề Donbass này lẽ ra phải được giải quyết bằng vũ lực vào thời điểm đó, đặc biệt là với nhiệm vụ mà Duma Quốc gia Nga đã trao cho ông về việc cho phép sử dụng các lực lượng quân sự của Nga ở Ukraine, chứ không chỉ là Crimea. Bài báo này nhận định rằng Tổng thống Nga Putin đã muộn màng và chậm trễ trong phản ứng để thể hiện sự liêm chính trong vấn đề. Người dân ở Donbass đã phải mất 8 năm chịu đựng những đau đớn và chiến đấu đơn độc để bảo vệ cuộc bầu cử của mình. Họ đã tuyên bố độc lập khỏi Ukraine. Phản ứng của chế độ Kiev đó là tiến hành một cuộc tấn công quân sự ác liệt kéo dài 8 năm để chống lại những người dân này. Và nó đã khiến hàng nghìn người dân thường thiệt mạng. Ông Putin đã phải đợi 8 năm để công nhận nền độc lập của Donbass và sau đó phát động một cuộc tấn công toàn diện vào tháng 2. Tư liệu này đã chỉ trích Nga đã quá chậm trễ và để người dân Donbass phải chịu đau khổ trong 8 năm. Phản ứng của Nga là hơi muộn màng, thay vì họ có thể cứng rắn ngay từ năm 2014. Sau đó thì cựu sĩ quan tình báo nói thêm rằng, trước đây, ông Putin đã hy vọng rằng thỏa thuận Minsk được đảm bảo bởi Đức và Pháp và được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua, sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng bằng cách trao quyền tự trị cho Donbass, trong khi nó vẫn sẽ là một phần của Ukraine. Nhưng mà Kiev chưa bao giờ thực hiện các hiệp định và không bị phương Tây thúc ép để thực hiện điều đó. Tất cả điều này cho thấy rằng sẽ không bao giờ có một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, bởi vì chiến tranh mới là điều phương Tây mong muốn. Cuối cùng thì cựu sĩ quan kết luận rằng, suy đi tính lại thì người Đức và những người phương Tây khác đã dối trá, tìm cách đánh lừa những người Nga cả tin. Điều này sẽ không có kết cục tốt đẹp cho cả Đức, Ukraine hoặc bất kỳ ai trong số những người khoác lên mình lớp áo ngoại giao, đồng thời che giấu thanh kiếm mà họ đã dắt ở phía sau lưng. Trên đây là những ý chính mà chúng tôi đã tóm tắt trong tài liệu của ông Scott Ritter, một cựu sĩ quan tình báo của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ. Vậy thì bão đã đến hay chưa? Thực sự với Ukraine hiện tại thì nó đã quét qua và tàn phá tất cả rồi. Còn ở EU và NATO thì cơn bão cũng đang đến. Đảo chính ở Đức. Văn phòng Tổng công tố Đức vào ngày 7 tháng 12 thông báo rằng họ đang ngăn chặn một âm mưu đảo chính ở nước này, chủ yếu là những người trong quân đội và cảnh sát. Theo cơ quan công tố nhà nước Đức, 22 người đã bị nghi ngờ thành lập một hội đồng có cấu trúc tương tự như là một chính phủ, có cả yếu tố quân sự. Họ đang tuyển mộ những người ủng hộ mới vào hàng ngũ của mình, chủ yếu là trong quân đội và cảnh sát. Trong số những người bị bắt có một công dân Liên bang Nga, cũng ủng hộ tổ chức này. Việc giam giữ những người không đồng tình với chính sách của chính phủ, mà báo chí vẫn gọi là những người cánh hữu ở Đức, đã diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, theo ghi nhận của truyền thông Đức, hoạt động bắt bớ hiện tại đã trở thành một trong những lần hành động lớn nhất trong lịch sử. Đồng thời, tổ chức khủng bố này hóa ra rất lớn và phân nhánh, gồm có các chính trị gia, quân nhân cấp cao, binh lính của lực lượng đặc nhiệm thuộc Bộ Quốc phòng. Ngay sau khi nổ ra cuộc đảo chính ở Đức, thì hãng tin RIA đã lập tức đăng tải ý kiến của người phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, bác bỏ khả năng Nga can thiệp vào tình hình đảo chính ở Đức. Người phát ngôn viên của Điện Kremlin cho biết, thay vào đó, đây là vấn đề nội bộ của Đức, và chính họ cũng tuyên bố rằng không thể nói về bất kỳ một sự can thiệp nào của Nga. Vì vậy, chúng tôi chỉ biết đến cuộc đảo chính thông qua các phương tiện truyền thông và không có gì để nói về nó. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng toàn bộ tình huống này giống như một kiểu PR chính trị của chính quyền. Người ta đang cố gắng để chuyển sự chú ý của người dân khỏi các vấn đề cấp bách như là lạm phát gia tăng, suy thoái tiềm ẩn và mối đe dọa nền kinh tế, sự phá sản của hàng ngàn công ty địa phương. Và đặc biệt, nó gắn với một âm mưu có dán nhãn Nga. Liệu đây có phải là một kiểu PR chính trị hay không? Tại sao nó lại gắn với Nga? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Bất luận nó là gì, nhưng nếu giới lãnh đạo quốc gia đi ngược lại với lợi ích của dân tộc để chạy theo chương trình nghị sự thù địch mù quáng bằng mọi giá, thì sự tức giận của người dân là điều không thể tránh khỏi. Và khó có thể đảm bảo rằng người dân vẫn sẽ ngoan ngoãn chịu đựng trong việc bị dồn vào bước đường cùng.
Bên cạnh đó, nhà báo Jerry Cooper cũng đã viết trong một bài báo cho Politico rằng Liên minh châu Âu đã cài đặt một quả bom năng lượng bằng cách cấm dầu mỏ của Nga. Theo ông, ngay cả khi thị trường dầu mỏ thế giới không còn biến động nghiêm trọng trong những tuần tới, thì quả bom trừng phạt lớn tiếp theo có thể giáng xuống tất cả các nguồn cung cấp năng lượng cho châu Âu và cả thế giới. Cooper đã đề cập đến thực tế là châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào Nga về nhập khẩu nhiên liệu diesel. 60% các nguồn cung dầu mỏ là thuộc về nước này. Tác giả của tài liệu nhấn mạnh rằng, ở EU, nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ ô tô cho đến các doanh nghiệp công nghiệp. Đồng thời, tác giả của bài báo cũng khẳng định rằng các hạn chế áp đặt sẽ không gây hại nhiều cho Moscow. Cuối cùng, Cooper kết luận rằng, mặc dù thực tế là Nga có khả năng tìm được những người mua dầu mới của mình, nhưng không nên đánh giá thấp nguy cơ phản ứng dữ dội từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Như vậy thì có thể thấy rằng, cơn bão đang thực sự đến với EU, và câu chuyện ở Đức chỉ là một trong những dấu hiệu cho giai đoạn tiếp theo mà thôi. Hỗ trợ cho Ukraine trở thành vấn đề của NATO. Vào ngày 6 tháng 12, thì tờ Die Press đã đăng tải một bài báo có tựa đề là Vấn đề đạn dược ở phương Tây. Bài báo viết, các nước phương Tây vẫn chưa sẵn sàng cho tốc độ chiến sự đang diễn ra ở Ukraine ngày nay. Ấn phẩm báo cáo rằng, kho vũ khí của các thành viên NATO đã cạn kiệt vì quân đội Ukraine tiêu tốn ở mặt trận từ 2.000 cho đến 4.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Bài báo này giải thích rằng, sẽ không thể nhanh chóng lấp đầy thâm hụt vì các biện pháp trừng phạt chống Nga đang buộc các nhà sản xuất phải tìm kiếm các nguồn nguyên liệu thay thế. Sẽ mất 10 đến 15 năm để bổ sung kho vũ khí. Thời điểm này, người Ukraine bắn ít đạn hơn vì họ sắp hết vũ khí. Ấn phẩm viết. Bài báo lưu ý rằng, tình hình khiến cho các chính trị gia phương Tây lo ngại, đồng thời đặt ra một câu hỏi khó cho các quốc gia đồng minh là liệu họ có sẵn sàng làm suy yếu khả năng phòng thủ của mình đến mức nào để duy trì nguồn cung cấp vũ khí cho Kiev. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, nước Đức sẽ chỉ có đủ đạn dược cho 2 ngày và các chính trị gia Đức không làm gì khác ngoài việc đổ lỗi cho nhau. Trong khi đó, hôm qua Tổng thống Nga Putin đã đưa ra những lời tuyên bố thẳng thắn và cứng rắn đối với phương Tây trong cuộc họp tại Hội đồng Nhân quyền. Điều này cho thấy rằng Nga sẽ chơi tới cùng với NATO. Và trong cuộc chiến này, NATO đã sẵn sàng hay chưa? Bài báo của Die Press đã nói với chúng ta về điều đó. Và nếu họ vẫn tiếp tục leo thang, thì chắc chắn rằng đây sẽ là một sự hủy diệt đối với khối này. Và lời cảnh báo của cựu sĩ quan Mỹ, kẻ gieo gió, ắt sẽ gặp bão, không phải là một lời hù dọa đơn thuần. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.